Thôi đi con. Anh. Ừ. Anh về rồi à? Ừ. À, mẹ bé Bống đi công tác một thời gian, chắc phải cuối tháng mới về đấy. Nên anh đưa con bé qua đây. Bống, chào cô đi con. Thôi chắc là nó vẫn còn ngại đấy, thôi để em làm quen dần. Thế hôm nay Bống thích ăn gì để tìm được cô đi chợ nào? Sang đây với cô nào. Thế hôm nay con thích ăn gì? Con thích ăn gà rán với khoai tây. Ồ, gà rán với khoai tây à? Thì tìm được cô đi chợ mua cho con nhé. Thời gian tới con bé ở đây, chắc làm phiền em nhiều đấy. Bống ở nhà nhớ phải nghe lời cô nghe chưa? Ừ. Ngoan lắm. Thời gian tới em phải vất vả rồi. Không sao đâu. Con anh bây giờ cũng là con em mà. Ngoan quá. Thì anh yên tâm rồi. Thôi, hai cô cháu nhà ăn cơm nhá. Anh phải đi gặp đối tác đây. Ở nhà nhớ nghe lời cô nghe chưa? Lát về bố mua quà cho nhá. Bố đi đây. Anh đi cẩn thận nhá. Để ra mở cửa. Ở đây phải nghe lời tao nghe chưa? Có chuyện gì cứng bếp xét bố mày. Đi vào rửa giấy nhanh lên. Nhanh lên. Quên gì đấy. Này, lần sau anh đến phải gọi trước chứ. Lão mà ở nhà ông thấy ông trên công ty là làm chuyện đấy. Sợ quái gì. Mày lại không biết anh mày là ai rồi. Này, anh sắp xếp cho lao ấy nhá. Xong xuôi hết rồi, đi gặp đối tác, còn lâu mới về. Thôi ngồi ngay ngắn lên đi, nói bé bé thôi. Có ai à? Tự nhiên thành bảo mẫu. Con vợ đi công tác 10 ngày mang con út con ra đây cho em trông đây này. Mày sang đây việc gì đấy? À, đấy. Đừng nói là anh lại sang xin tiền nhá. Hôm trước em vừa đưa cho anh rồi đấy. Thì anh dạo này cũng khó quá. Mà tháng vừa rồi nhá, anh thua hơn 100 triệu. Em có mỗi cho anh vay, anh gỡ ra. Em chịu thôi. Tiền nó có phải là lá đa đâu mà lúc nào cũng có sẵn. Anh đi về đi, em không có tiền đâu. Ok em. Mà anh nói thật nhá, anh vừa vay bọn xã hội đen đấy. Cái gì? Anh dính vào cả bọn xã hội đen luôn. Anh bị điên rồi. Thì anh có biết nó biết đâu. Chúng nó cứ rủ dê. Mà cầu ấy rất là đẹp nhá. Tiếc thế chứ. Thôi, dù anh ít cũng được. Dù anh trả. Thế bây giờ anh nợ bao nhiêu? 50 triệu. 5 tỷ. 5 tỷ? Ôi dồi ôi, nợ 5 tỷ anh giết em luôn đi. Thôi thì cô giúp anh nốt lần này thôi. Rồi anh trả dần. Nhưng mà bây giờ anh phải hiểu là em không còn tiền, không còn những 5 tỷ để đưa cho anh. Anh nổ tẹt luôn này. Bây giờ mà không giả nhá, mấy hôm nữa nó đến công ty, thì lúc ấy không những anh mà cả cô cũng liên lụy đấy. Giờ còn dọa em luôn. Anh có dọa em đâu. Nhưng mà đấy, em xem, hai anh em mình cùng hội cùng thuyền với nhau. Bây giờ anh ngã thì em phải nâng chứ. Em chịu rồi. Rồi nút lần này thôi. Ôi dồi ôi, có ai khổ với tôi không? Anh hứa, anh chơi phát này nhá, là thắng luôn. Anh tính cả rồi. Kìa, đúng nút lần này thôi. Ra đây làm gì? Đi vào trong kia nhanh lên. Tiếc kìa. Mà sao? 5 tỷ đấy. Không hiểu. Được đâu. Được. Anh nói chắc chắn là được. Để anh lo. Bố
mình anh lo nhá, không liên lụy đến em. Chắc chắn là thế. Tao đang giữ con gái mày. Nếu mày muốn gặp lại con bé thì hãy mang 5 tỷ đến địa chỉ này. Nếu chúng mày định báo công an ấy thì cũng đừng mong gặp lại con bé. Thế nhá. Xảy ra chuyện như thế này, tôi cần một lời giải thích. Không phải thủ đoạn mà chúng nó quá rõ ràng rồi sao? Chúng muốn bắt các con bé để tống tiền. Nghe tin xảy ra rồi tức tốc chạy đến anh ấy. Còn anh thì sao? Hay vẫn ngồi đây bình chân như bại chứ? Nếu con người trông coi tôi cẩn thận thì làm sao có chuyện này để ra được? Tôi nói cho hai người biết, nếu con bé xảy ra bệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu. Lúc đấy con bé nó khát nước, em đi mua nước. Nhưng lúc em quay lại thì lại không thấy con bé đâu cả. Tất cả là tại em trông cháu không cẩn thận. Em xin lỗi chị. Xin lỗi à? Làm mất con bé mà cô chỉ ngồi đây nói xin lỗi đơn giản đấy thôi á? Cô đừng thôi, cô đâu có đẻ mà cô biết sao? Chị nói thế thì oan cho em quá. Bây giờ em, chị cũng như nhau thôi. Lòng cũng nóng như lửa đốt. Bây giờ thật sự là em cũng chỉ mong con bé được bình an thôi. Cô thôi ngay đi. Thôi kiểu mèo không chuột đấy đi. Tôi chỉ gửi con bé ở đây một thời gian ngắn thôi, nên tôi không mong là cô sẽ yêu thương nó. Nhưng mà dù thế nào, khắc máu canh lòng gì đi nữa, thì cô cũng thể nào bỏ rơi con bé được chứ. Thôi, mọi chuyện có đủ rắc rối hay sao? Mà em cũng muốn căng thẳng nữa. Anh còn nói ngược lại em á. Em gửi con bé ở đây vì nghĩ anh là bố ruột của nó, anh đẻ ra nó thì anh có trách nhiệm với nó. Nhưng ai ngờ anh giao con bé cho một người ngoài. Để xảy ra chuyện rồi anh còn bảo em bình tĩnh thế nào được? Nhưng mà chuyện con bé bị bắt cóc không ai muốn cả, em hiểu chưa? Nhưng việc quan trọng bây giờ là tìm cách giải quyết, chứ không phải đổ lên đầu người ta. Anh sẽ báo công an để họ vào cuộc. Em không đồng ý. Nếu như mà bây giờ mình báo công an thì khác gì rút dây động rừng. Em nghĩ là bọn chúng sẽ làm hại con bé. Bây giờ an toàn của con gái tôi là trên hết. Tôi cứu nó. Tôi sẽ đưa tiền cho bọn chúng. Cái gì? Tôi đưa tiền cho bọn chúng để cứu con bé. Sao lại đưa tiền dễ dàng cho bọn chúng như thế được? Làm sao? Anh tiếc tiền à? Đến sự an nguy của con gái ruột của anh còn tiếc tiền hay sao? Tiền nhiều để làm gì? Trong khi chính anh là bố nó, mà không bảo vệ nó. Cô đang nghĩ cái gì đấy? Hả? Cô nghĩ cái gì đấy? Ý tôi không phải như thế. Đưa tiền cho bọn chúng thì quá đơn giản thôi. Nhưng tôi muốn bọn chúng phải trả giá cho việc này, cô hiểu chứ? Anh thôi ngay đi. Anh thôi mấy cái triết lý rỗng tuếch của anh đi. Trong khi anh chả làm được cái quái gì cả. Còn nếu anh không làm được thì để tôi. Cậu chuẩn bị cho tôi 5 tỷ ngay bây giờ. Tiền và xe đã đủ cả rồi. Anh chuẩn bị đi. Không, cô đừng bắt con. Mẹ ơi, con sợ. Mẹ ơi. Bóng. Bố. Con không sao chứ? Có bố đây rồi, có bố đây rồi. Đừng sợ nhá. Ta bố ngoan nhá. Ăn bát cháo cho lại sức nào. Quán bát cháo nhá. Dạ, cứ ngoan nhé. Không ăn không? Ừ. Chắc con bé hoảng sợ quá đấy. Thôi cho nó không ăn đâu. Em ra chuẩn bị nước ấm cho nó tắm đi, nhá. Đi với cô nên đi ra chuẩn bị nước ấm đi làm nhá. Đi nào, cô có làm gì con đâu. Được rồi, có bố đây rồi. Đây là nhà mình rồi, có việc gì phải sợ nữa cả. Nhá, ra tắm nhá. Không ra tắm đâu, con có sợ. Được rồi. Nhìn gì? Đã đây. Thái độ của mày là như nào đấy? Hả? Mày biết cái gì rồi đúng không? Hả? Câm à? Hả?
có cắt học bao giờ. Cô bé nó đang đang ngồi ở trong. Cẩn thận nha, mình chết cả lũ. Cuộc sống của anh, tiền của anh mà cô phải lo à? Mỗi khi lão làm gì cũng cẩn thận á, liệu lần này có đủ tiền không? Yên tâm đi, mà lần này ấy, là anh nhắm đến con mẹ nó, nữ chủ tịch cơ mà, thiếu gì tiền. Nhưng mà vấn đề là cô vẫn phải cẩn thận. Không những anh ăn cám mà tôi cũng ăn cám, anh hiểu chưa? Rồi, em cứ yên tâm, anh lo được. Từ giờ ngậm cái mồm vào được chưa? Để bố mày mà biết cái gì á, mày chết cho tao, chưa? Dù sao thì tao với anh tao cũng phải cảm ơn mày. Chiều nay tao nấu cái gì ngon ngon cho mà ăn nhá. Nhưng mà có điều là từ giờ nhá, phải ngoan. Thì cô đây còn thương, biết chưa? Mồm mày đâu? Cô làm cái gì đấy? Bố mẹ. Con cả đời tôi chưa bu vào ai cái gì cả, nhưng mà thật không ngờ cô và anh trai cô lại lòng lan dạ sói như vậy đấy. Anh ơi, không phải thế đâu. Vợ, nghe giải thích. Hạ màn rồi. Cô muốn giải thích cái gì nữa hả? Sau khi chuyển tiền, tôi đã cho người theo dõi, và thật không ngờ đó lại chính là anh trai của cô và là cấp dưới của tôi. Tôi đã lắp đặt camera, nhất cử nhất động các người tôi đã lưu lại hết rồi. Tôi sẽ kiện các người với tội bắt cóc trẻ con, chiếm đoạt tài sản. Các người cứ chờ mà ngồi tù đi. Anh ơi, em xin anh đấy. Anh để tình nghĩa. Anh để tình nghĩa, anh tha cho em. Bước ra khỏi nhà tôi. Cút! Anh đuổi em. Con gái, con cũng sao chứ? Mẹ xin lỗi con nhé. Bố xin lỗi. Lần sau bố sẽ không để con ở với người lạ nữa.